Hiện tại là mình chỉ còn một trận nữa là mình sẽ lên ra cao thủ, nhưng mà mình hết sao hộ mệnh rồi các bạn ạ. Thế nên là nếu như mà cái trận này thua ấy là mình sẽ phải chơi thêm hai trận nữa nha. Và hay các bạn, rồi và chúng các bạn đã lại quay trở lại với Chân Đồng Mây và mình là Vũ đây. Ôi và đến hẹn lên hôm nay mình và cùng các bạn sẽ là cùng tiếp tục đến với đó chính là hành trình leo ranh của mình cùng với cái vị tướng, nhưng mà không phải từ đầu lên cao thủ nhá, bởi vì đầu mùa mà mình sẽ chờ một chút tầm giữa mùa là mình mới sẽ chơi nhá, chứ bây giờ là vẫn đang còn căng thẳng lắm nên là sẽ từ từ là mình sẽ leo nhá. Thế nên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chuyển với đó chính là hành trình từ kim cương của mình cùng với lên ranh cao thủ đấy. Và vị tướng hôm nay mình sẽ chơi ấy, đó chính là Butterfly nhá. Thì mình sẽ tóm tắt cái hành trình từ kim cương lên cao thủ thì mình sẽ tóm tắt 7 ngày. Bởi vì thường mình tính toán là những cái thời gian mà mình chơi từ kim cương lên cao thủ nó cũng sẽ rất là nhanh thôi. Chỉ yếu là lâu lắm là sẽ là một tuần. Đấy, còn sớm thì tầm mình nhớ là 4 đến 5 ngày là mình chơi lên rồi. Đấy, chứ lâu nhất là 7 ngày nhá. Thế nên mình sẽ ghi là tóm tắt 7 ngày đi, nó sẽ dễ hơn. Thì tại vì sao mà mình sẽ leo con Butterfly này từ kim cương lên cao thủ là các bạn biết rồi ấy. Hồi trước là mình cũng đã làm series là mình leo lên chín tướng với con này, bởi vì là đây cũng là một vị tướng tủ của mình. Đấy, tướng tủ mà mình hay chơi. Thế nên mình cũng quyết định là mình sẽ chơi con Butter có skin cửu thiên này luôn. Đấy, để leo lên cao thủ cho các bạn cùng xem nhá. Được rồi, và để không nói nhiều, bây giờ mình và cùng các bạn sẽ cùng đến với đó chính là tóm tắt 7 ngày Butterfly Phượng Cửu Thiên từ kim cương lên cao thủ nha. Và ngay trận đấu đầu tiên, nói chung là chắc chắn là mình sẽ dễ pick được con Butter rồi. Một phần con Butter này nó có thể nếu mà không đi đi rừng được thì người ta sẽ đi top đấy. Vậy nên là trận này mình vẫn được cầm con này đi top bình thường nha. Rồi, và như mọi khi, bởi vì đây là tướng tù của mình nên các bạn biết rồi, mình cầm con Butterfly này rất là tự tin luôn đó. Và chắc chắn là với ở giai đoạn rank kim cương đấy, vẫn chưa phải là ở trên rank cao à, nên là chắc chắn là đây sẽ là một trận đấu phải nói là hủy diệt của mình rồi, chứ còn cái gì nữa đúng không. Tầm bây giờ là chỉ có highlight cho các bạn xem thôi, chứ không có gì gọi là những cái trận đấu căng thẳng nhá. Thường thì trận nào căng thẳng thì mình cho các bạn xem, nhưng mà trận này thì chắc chắn là ao trình rồi, bởi vì đầu game là mình đã ăn hai mạng của rừng với lại mid với tem bạn, cộng thêm một cái là không chỉ mỗi mình mà là tem mình cũng chơi hay vãi nổi ra. Vậy nên là cũng sẽ không có gì đặc biệt với cái trận đấu này. Đó, chuyện win ở cái trận đấu này vẫn là một chuyện rất là bình thường và đương nhiên các bạn ạ. Đấy, vậy nên là mình sẽ cố gắng cho bạn xem một chút highlight với trận đấu này và mình sẽ chuyển sới nhanh cái trận đấu tiếp theo nhá. Bởi vì trận này đấy, xem từ đầu đến cuối ở phút thứ 5 này là các bạn biết rồi đấy, không có gì gọi là khó khăn gì cả. Nhảy đi đâu? Đi đâu là có mạng thế đấy. Mà mình phải công nhận là cái trang phục Butter Cửu Thiên này đẹp vãi nổi. Đáng lẽ là mình sẽ cầm con này leo ranh đồng luôn đấy, nhưng mà bởi vì hiện tại là trang phục này nó hiếm quá, nó không còn mở bán nữa. Mà các bạn biết rồi, sự kiện cái trang phục Butter hồi trước ra mắt ấy, nó ra rất là lâu rồi. Đấy, vậy nên là mình đang kiếm cái nick mà ranh đồng mà có con Butter Cửu Thiên này rất là hiếm, không có. Vậy nên là mình quyết định là mình sẽ chơi ở nơi rank kim cương luôn cho các bạn cùng xem nhá. Còn khi nào mà có nick ranh đồng thì mình sẽ leo nha. Đấy, và chắc chắn rồi, ở trận đấu đầu tiên này mình đã có một game đấu win khá là dễ dàng ở phút thứ 9 nhá, chưa tới 10 phút là win rồi. Đó. Và lúc này mình đã lên hẳn đó chính là rank tinh 5 nhá, bởi vì bây giờ rank kim cương nó rất là dễ dàng rồi. Chúng ta sẽ chuyển hẳn rank tinh anh để cho nó khó khăn đi. Đấy, và chuyển sới ở trên rank tinh anh, mình lại tiếp tục vẫn cầm con ấy rừng. Và đầu game thì mình đã bị jeep gank nhá. Nhưng mà thường thì mình sẽ có một cái mẹo không, nói chung là các bạn nên biết là chiêm một con jeep nó rất là khó chịu. Khi mà chúng ta bị kết nối ấy, thì chúng ta đánh vào cái con quái này sẽ bị mất máu ấy. Nhưng mà bởi vì là mình cũng biết khá nhiều về con tướng này rồi, thế nên là mình đã né được cái chiêu của jeep nhá. Và chắc chắn rồi, lại tiếp tục. Ở ngay đầu game mình lại gank thành công với hai mạng, đó chính là jeep với lại AD bên tem bạn đấy. Và đương nhiên chỉ mới phút thứ 5 thì tem mình cũng đấm cho tem bạn ra bã. Nói chung là cũng nói vậy thì gọi là chê tem bạn quá đúng không, nhưng cũng hơi đen. Nói thẳng ra là bên tem mình cũng gọi là ao trình ấy, thì từ nãy giờ mình phải công nhận là mình gặp tem đánh rất là hay, nhận định cũng khá là hay nha. Mà bên kia cũng có ông Jill bên tem bạn đánh cũng hay ấy, tích nội tại các thứ ấy, nhưng mà hơi đen cho Jill là không thể nào mà gánh nổi bố đông bên kia. Vậy nên đương nhiên rồi, trận đấu này lại tiếp tục lại là một trận đấu win dành cho mình nhá. Thường thì mình cầm Butter mình tự tin lắm, mình không biết sao nữa, nhưng mà chắc là những cái bạn nào mà one champ các bạn sẽ hiểu đúng không, kiểu cảm giác mà khi chúng ta cầm một con tướng tủ ấy là không sợ ai hết. Nói thẳng ra là người ta hay gáy là không sợ bố con thằng nào ấy, đúng không? Và cũng giống như các bạn thôi, mình cũng như thế đấy. Thế nên là mình đánh con này rất là tự tin luôn. Đó, thì mình có cái thẻ MVP nên là mình quyết định mình nhấn luôn và mình được cộng hẳn 2 sao và đã lên được tinh 5-4 sao nhá. Hai trận nữa là mình sẽ lên tinh anh 4 nha. Rồi đó, mình phải công nhận là từ nãy giờ là mình cứ ganh đường dưới là auto có mạng nhá. Đó, và lại tiếp tục, không có gì khó khăn cả. Trận này vẫn lại là một trận đấu dễ dành cho mình khi mà ở về phút thứ 5 mình ăn tận 6 mạng mà một con Butter mà nó còn xanh ở đầu game.
là như thế nào? Là nó như thế này này các bạn, cùng xem pha này là mình sẽ biết cho các bạn xem tại sao con Booster mà nó xanh đầu game là nó như thế này đây. Đây cùng xem nhé, mặc dù mình hết anti pha này rồi đúng không, nhưng mà mình vẫn có thể đánh thường được. Mình solo kêu, mình nhảy tù lum tù lưa, nghe tiếng Phượng Hoàng kêu là biết cỡ nào rồi, mình nhảy hết, nhảy trúng cả trâu người ta, chip bù kêu dành cho mình luôn. Và rồi thừa thắng xông lên thôi chứ còn gì nữa. Đó, và với lại 9 phút vẫn lại tiếp tục một trận đấu liên tiếp dành cho mình nhá, vẫn chưa có một trận thua nào cả. Và hiện tại là chắc là tầm này rank tinh anh vẫn chưa có gì gọi là khó khăn cho mình. Đấy, lên thẳng rank tinh 4 nha, mình sẽ cố gắng chơi lên rank càng cao càng tốt để có thể có những cái trận đấu khó khăn hơn nha, chứ bây giờ hiện tại là trận đấu vẫn đang rất là cực kỳ dễ cho mình ấy. Yo, yo. Rồi, tôi xong rồi, nữa rồi, lại xong tem bạn rồi. Thôi xong rồi các bạn ạ, thôi, rồi chấm hết rồi. Mình không biết sao nhưng mà cứ cảm giác là mỗi lần mà con Booster của mình mà đầu game mà xanh ấy là mình biết là cuối game là tem bạn như nào rồi đó. Đấy. Thấy không? Theo nát bắn mình mà còn không được mà cũng nhận. Hồi trước khi mà mình còn chưa chơi Booster này ấy, khi mà mình thấy người ta chơi ấy, bởi vì là mình thích chơi một phần là cái cánh chiêu một con này quá cả là lỗi. Mỗi lần mà xài chiêu một ấy mà chỉ cần mà quẹt trúng một mục tiêu là chúng ta sẽ được hồi hơn 1000 máu nha các bạn. Nói chung là nâng chiêu một càng nhiều ấy thì nó hồi máu nhanh nhiều hơn thì phải, nhưng mà hầu như người ta toàn nâng chiêu hai bởi vì đam chiêu hai to hơn ấy. Đấy, vậy nên vì bỏ con này chiêu một hồi máu lỗi vãi nổi. À, chắn rồi. Pha này mình còn cân 3 cân 4 được mà. À quên một cái nữa là do trận này đen cho tem bạn. Mặc dù là tem bạn pick được con Grack nhưng mà thả cho mình có con Aya mà bây giờ ấy con Booster đã kinh rồi. Đấy, từ nãy giờ các bạn thấy là mình chơi Booster nó kinh khủng cỡ nào rồi mà bây giờ ấy còn thả cho Aya bên tem mình nữa. Thì chắc chắn lại tiếp tục một trận win dành cho mình chứ không có gì phải nói nữa đúng không? Đấy, và mình đã lên được team 4 sao nhá. Hai trận nữa lại tiếp tục sẽ chuyển sang team 3 nha. Đấy, và lại đầu game. Trận đấu này thì chuyển sang một cái quyền khác khi mà tem bạn pick tận hai con SP. Đấy, và pick tướng Nata, thế nên là đầu game tem bạn đã qua cướp. Nhưng hơi fail là tem bạn qua cướp không được. Đã thế xong rồi tí nữa còn bị mình vét tận 3 mạng luôn nha. Ở ngay pha này các bạn thấy ấy, tem bạn hết máu giống kiểu là buffet dành cho mình. Buffet cho Butterfly ấy. Một con Booster mà có 3 nội tại mà tem bạn dám mở lại chơi với mình thì cái giá phải trả đó chính là 3 mạng hên nhá. Hên là pha vừa nãy mình spam chiêu, mình có chiêu nào bấm chiêu đấy chứ mình không để ý là mình đang có nội tại ấy. Chúng thôi được, mình nhảy mình giết luôn cả lát rồi đấy. Đó, vừa thừa thắng xông lên thôi. Và rồi mình lại cảm thấy là bắt đầu là như nào rồi đó. Tem bạn lại hết cửa để chơi rồi khi mà đầu game quá fail. Chỉ với phút thứ 7 thôi. Không, nhưng mà cũng công nhận là do là mình cũng gặp tem chơi hay quá. Tem mình đánh cũng rất là ok, thế nên mình mới có những cái pha phối hợp thế này. Đó, dành cho mình. Với cả tem mình cũng đánh như này ấy. Toro bên kia tanker nhưng mà cũng no hop, không thể nào mà làm được gì nha. Mặc dù anh ta cố gắng chống chịu ấy. Nhưng à quên, với lại trận này tem mình cũng có Aya nữa. Đấy, mà bây giờ Aya cũng khôn, cũng biết nhảy vô mình. Đó, tầm này thì thôi. Có Aya nữa thì tem bạn lại đi rồi. Chắc chắn rồi, đây là chuỗi win thứ mấy mình không nhớ. Nhưng mà tí ra thì mình sẽ cho các bạn xem nhá. Bởi vì là bây giờ trận đấu này lại tiếp tục win rồi. Chỉ với từ nãy giờ các bạn ý rồi ấy, tầm 9 phút là mình win, chứ chưa có một trận đấu nào gọi là căng thẳng nhá. Thế nên là mình mới phải chuyển qua nhanh cho bạn xem ấy, chứ hầu như toàn highlight thôi. Đó, và lúc này mình đã lên thẳng rating 3 và vẫn chưa có cái dấu hiệu là gặp những thành phần pro player nha, những người chơi hay nha. Rồi, và chuyển sang trận đấu tiếp theo. Thì trận này bây giờ bắt đầu khó khăn này, là mình thấy ông John bên tem mình di chuyển tự nhiên đi len, đi nhầm len, thế bắt đầu là mình thấy toang toang rồi đấy. Đó, và trận này thì ở ngay đầu game thì mình đã có một pha gank rất là đẹp khi mà giết được Manlock ở đây. Lúc sau thì mình cũng thấy có cả Wonder Woman ấy, thì mình nhảy vào mình chơi Wonder Woman nhá. Nhưng mà ai có dè, do là mình thấy tem mình ở đây mình vào chơi mà không hiểu kiểu gì ông Ten bên tem mình ấy đứng yên một chỗ không hỗ trợ, John thì đứng farm. Thế nên là mình đã chết cái pha này khá là nhảm nhá. Và rồi đương nhiên cuối cùng là trận này ấy, và mình cũng đã gặp những cái đại cao thủ. Là trận này ấy, mình gặp bên tem bạn đánh kinh vãi nổi. Không chỉ mỗi Wonder mà nói thẳng ra là 5 người bên tem bạn, mặc dù là Quillen, vác Quillen đi top ấy, nhưng mà đánh cũng kinh vãi đấy. Và nhờ thế mặc dù là trận đấu này ở cái đường trên bò đấy là tem mình lấy được cái trụ trên rồi, nhưng tem bạn vẫn vô đây ganh mình được. Mình tưởng có mỗi Lindis với lại SP bên tem bạn thôi, nhưng không nha. Tự nhiên lòi thêm cả Wonder Woman với lại cả Manlock bên tem bạn nữa, là biết tem bạn đánh kinh khủng đến cỡ nào rồi. Tem bạn côn team các thứ đánh ghê rồi. Đó, và chắc chắn là trận đấu này tem mình đã thua rồi. Và lúc này ấy, mình tận dụng là mình ăn con Shiza này. Mà rồi không hiểu sao
ngay từ pha này mình bắt đầu mình nghi ngờ là Linh Đít bị tên bạn hack map này các bạn, bởi vì từ nãy rồi ấy, anh ta di chuyển cực kỳ ghê. Lúc sau nhá, mình đọc map, nói chung là mình là một người đọc map cũng kỹ lắm. Đấy, mình đọc map pha này nhá, các bạn ý ở ngay mini map nhá, là tên bạn vẫn đang đánh nhau đúng không? Thì mình tận dụng pha này mà ai có dè, lúc sau anh ta lại vô đúng cái lúc mà mình cũng vừa ăn xong con rồng xong nhá. Đấy, và bắt đầu kể từ đấy ấy, là mình cũng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Đúng là mình vẫn công nhận anh ta chơi hay nhỉ. Nói chung là mình chỉ nghi ngờ thôi, không biết anh ta có hack map không. Nói chung là cái này là mình chỉ đoán thôi nha, chứ mình vẫn khen là anh Linh Đít này chơi hay các bạn ạ. Đó, và từ kể như, và mình nói thật là từ đầu game tới cuối game ấy, là mình di chuyển tem mình luôn, là cả tem mình luôn đấy. Mỗi lần bắt anh ta bắt không được. Mình nói thật là từ nãy giờ ấy, là cái cánh phao mà các bạn thấy đấy, là tem mình mới giết được đúng một bạn thôi nha. Bởi vì là di chuyển cực kỳ ghê đi. Nói chung không biết sao mà mỗi lần tem mình dí hay là bắt thì gì ấy, bắt không được. Nếu mà thật sự không phải hack map thì mình công nhận là khả năng di chuyển của anh Linh Đít này chơi cực hay nha. Mình công nhận là nếu mà không phải hack ấy, đấy cái này là mình chỉ chuẩn đoán thôi nhá các bạn. Nếu mà không phải hack ấy, là di chuyển hay vãi nồi đâu luôn ấy, không đùa được. Di chuyển ảo ma vãi nồi ra. Đó và chắc chắn rồi. Trận đấu này tem mình thua nha các bạn, đánh hết cỡ rồi. Mình thì pha mình phô cũng không nổi. Mặc dù tem mình đánh cũng rất là ok nhưng mà tem bạn đánh ao trình quá. Đó, và cuối cùng mình cũng đã có một trận thua ở ngay đi ranh tiếng 3 nha. Đấy, bây giờ bắt đầu là những cái trận đấu căng thẳng nó sẽ đẩy lên rồi đấy. Đó, và kể từ cái trận đấu mà vừa nãy thua ấy, là bây giờ là mình gặp những cái đối thủ đánh cũng rất là ghê gớm nha. Ghê gớm ấy. Đó, thì ở ngay trận đấu tiếp theo thì mình cũng gặp một trận đấu, gặp đối thủ rất là ghê. Chỉ mới 4 phút thì mình với Lữ Bố đã phá luôn cái trụ tên bạn rồi, rất là ghê gớm nha. Đó, thừa thắng xông lên, tên bạn đánh kinh khủng vãi nồi như pha này này, mình cố gắng mình giết Ngộ Không. Ngộ Không đã tàn hình né được mình, quay trở lại giết được mình, cũng hên là mình vẫn giết được mạng Ngộ Không sau khi mà mình nằm xuống nha. Đấy, tên bạn đánh ghê vãi. Đấy, chỉ với phút thứ 7 thôi là tên bạn đã mất tận hai cái trụ rồi, xong rồi chuẩn bị mất thêm cái trụ này nữa. Gildu cố gắng cứu Van Heo ở pha này nhưng mà hơi đen là phá cứu được nha. Đó, và thể hiện kỹ năng của mình, Gildu không chịu về ở ngay pha này bởi vì là tem bạn chơi hay mà các bạn. Gildu ở lại này nhưng mà bị mình giết nha. Ngộ Không cố gắng gỡ gạc lại cứu mạng Gildu nhưng hơi đen là quên mất là mình đang là một con Butterfly 6-1 với lại cấp 12 out tận 2 cấp. Rồi, và các bạn biết gì rồi đấy, một con Butter mà với 7 mạng. Bây giờ còn có thêm 3 nội tại nữa thì làm gì sống nổi cho Van Heo đây. Mà công nhận là bên kia có Yudu nhá. Quên mất các bạn là con Booster ấy, mình chơi Booster là mình sợ nhất cho tất cả các tướng là bị khắc chế là Yudu. Nếu thật với các bạn là Yudu là con tướng khắc chế counter cứng nhất với lại cái con Booster này luôn ấy. Đúng là có cả Aether Arum nhưng mà không nói, hai con đấy là hay bị cấm lắm. Nhưng mà con Yudu nhá, Yudu là cực kỳ counter luôn, nhưng mà cũng may là trận này mình gặp tem ok nhá, đánh ao trình. Đó. Và trận này mình lại win nhá. Sau một trận đấu căng thẳng thì may là trận này vẫn win nha. Rồi, và mình đã lên được, đó chính là tình bàn 5 sao. Hai trận nữa thôi, mình lại sẽ chuyển sới sang ranking 2 nhá. Đấy, và lại tiếp tục. Hơi đen, nói chung là cũng một phần may mắn. Nói thẳng ra là hình như là chơi 10 trận. Từ nãy giờ mình chơi 10 trận thì đâu đó là 9 trận là mình gặp tem đánh ôi dồi ôi rồi, gặp tem đánh ok vãi. Chắc là do chơi trang phục 3S ấy. Đó, và ngay trận đấu này cũng may là mình gặp tem ấy, nó thẳng ra là mình gặp bộ đôi ADSP. Từ đấy giờ mình chơi đúng là mình cũng gặp tem hay ấy. Nhưng mà đây là cái trận đấu mà mình gặp SP với lại ADBT, mình đánh kinh vãi nổi. Mình thì cũng tận dụng ấy, mình biết bên kia ấy, mình chất tướng của con cáp ấy nó rất là yếu, các bạn nên ý nhá. Thì mình biết chất tướng bên kia cáp rất là yếu, thế nên là ở ngay pha vừa nãy, sau khi mà mình đứng rình sẵn để cho cáp chạy down ấy, mình quay lại mình giết luôn nha. Đó, và tem bạn bắt đầu bị đổ bể mọi chiến thuật của các bạn ấy, của tem bạn ấy là không còn cái gì nữa. Đấy, mỗi lần mà Cap với lại Alice mà muốn đi ra farm ấy cùng farm không nổi mà, các bạn thấy không? Là từ nãy giờ ấy mình không di chuyển, mình không farm blue với lại farm red với tem mình nhá. Mình toàn đứng ở đây. Mình đi chung cùng với Alice với lại đi chung với lại Anette cùng AD với tem mình ấy. Đấy, mặc dù tem bạn cũng đứng đằng sau cố gắng bắt lẻ đấy. Nhưng mà hơi đen. Là bây giờ tem mình khỏe quá, đã thế Jena còn làm pha combo chiêu 2 tốc biến, mình cũng ối ôi khó hiểu. Ấy lúc sau thì mình đang đính pha pháo ấy thì không hiểu kiểu gì Van Heo với lại SP cũng phá hẳn trụ luôn. Đấy, mình phải công nhận là trận này Van Heo với lại SP beta mình chơi hay nha. Respect cho hai bạn này, hay quá. Đó, và như hai bạn đấy thì mình đã lên hẳn ranking 2 luôn. May ấy, công nhận là lâu lâu gặp tem chơi ok thật. Mà không phải lâu lâu hiểu tiền ấy, mình còn gặp tem chơi hay ấy. Rồi, và lại tiếp tục thừa thắng xong lên. Trận này vẫn lại một trận đấu phải nói là đấm tem bạn không kịp thở oxy. Mặc dù tem bạn cũng đấm tem mình ghê đấy,
Nhưng mà các bạn quên mất là đang có một con Butterfly mà đang có con Phượng Hoàng đỉnh cao ở đây múa đấm tên bạn mà không còn cái gì luôn. Mà hơi đen pha này nha, pha này không có Uma trong khi mình giết được Ngũ Không rồi đấy. Đi ăn. Rồi, bạn chạy kiểu gì? Bạn nhắm bạn chạy nổi không? Hai cái tốc biến, bạn còn chạy được nha. Sao chạy được bạn? Nổi đó. Ghê à, ghê à. Đấy thấy không? Mặc dù pha này mình hết máu, nhưng các bạn cùng xem này. Tem bạn cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà bây giờ tem mình khỏe quá. Đấy, đấm rồi. Nhưng mà các bạn đừng có nghĩ là bây giờ mình vẫn gặp tem dễ nhờ, không nha. Bây giờ là ranking 2 rồi. Đấy. Thì mặc dù là các bạn nhìn thấy từ nãy giờ tem mình hủy diệt đấm tem bạn các thứ ấy, nhưng mà thật ra là tem bạn chơi cũng hay, mà chẳng qua tem mình chơi hay hơn. Điển hình là bên kia có Florentino tinh hệ múa cực kỳ khét, là từ nãy giờ là anh ta không ganh thôi. Nhưng mà mình cho các bạn xem, cũng may là trận này tem mình Achit chơi ok nha. Nói chung là Florentino bên kia múa hay đấy, nhưng hơi đen là không đi ganh. Một phần là con Florentino đấy nó cũng ít khi đi ganh đâu, nó toàn chỉ ở top thôi, ít khi nó đi ganh. Với lại là mỗi lần mà ganh thì nó sẽ đi về đường lane của mình khá là chậm ấy. Đó, cộng đấy, thế nên là Achit bên tem mình tận dụng hình như là cái kẽ hở đấy, lao lên chơi được. Vậy nên là thừa thắng xông lên thôi. Đây, miễn cho các bạn xem, anh ta phải nói là múa như máy khâu nhá. Florentino múa như máy khâu luôn ấy. Thấy chưa? Múa hay vãi nồi ra luôn. Nếu như mà ngay pha đầu game mà anh ta di chuyển ganh hỗ trợ cho team thì chắc có thể là lật kèo đấy, nhưng hơi đen là bên tem mình cấu rỉa với lại di chuyển tốt hơn nhiều. Vậy nên mình mới bảo rồi, kỹ năng cao nhưng mà macro các bạn di chuyển mà kém thì vẫn là không thể nào đánh nổi. Thế nên là trận đấu này mình xin nhẹ một sao, hơi đen cho Florentino, múa hay nhưng mà không thể nào gánh team được nha. Rồi, nhờ trận đấu mình lại tiếp tục cộng thêm một sao nữa, hai trận nữa mình sẽ lên luôn. Đi anh một nhá. Rồi, và trận đấu ở trên ranking 1 này thì đấy, lại tiếp tục các bạn ạ. Trận này mình có SP là Aja. Và rồi đương nhiên, nhưng mà cứ nghĩ cứ tưởng Aja này như là những cái bạn Aja vừa nãy mình đấm tới bạn hủy diệt. Nhưng không, Aja này không leo lên đầu mình đúng một lần. Chắc là khả năng cao là đang chơi chung với lại AD, nên thế mình để ý từ đầu game từ cuối game là chỉ leo lên đầu AD thôi. Khi nào AD chết thì mới nhảy lên đầu thằng khác đấy. Nhưng mà cũng không nhảy lên đầu mình. Đó, thì ở ngay đầu game đây. Đây là cái thứ mình bảo này, là con quên. Mình nhầm game các bạn ạ. Hình như là trận này Aya vẫn leo lên đầu mình. Nhưng mà hơi đen. Hơi đen một cái là từ để mình xin lỗi. Mình xin lỗi bạn Aya vì đã nói xấu. Mình quên mất mình nhầm game các bạn ạ. Chứ game này là bạn Aya là vẫn leo lên đầu mình nha. Mình nhầm game các bạn ạ. Và trận này đấy, đúng với chất tướng luôn, mình bảo là con Guru counter mình ấy. Đó, và các bạn thấy là trận này bạn Guru ấy phải nói là tận dụng hết tất cả con kỹ năng của Guru luôn. Counter mình cực kỳ nhiều, may ở pha này mình vẫn tỉnh nhá, mình vẫn lui được, mình né được hết chiêu của Guru ấy. Và sau đó mình xông lên, bay mình giết được mạng của Quillen, xong mình hồi máu, mình lao lên tiếp. Yata vừa kịp bay thì cũng đã chết, một pha quét sạch, à không, giết được 4 mạng của team mình nha. Đó, và cũng may là nhờ pha đấy, nhưng mà lúc sau team bạn vẫn ganh được. Pha này thì mình đánh hơi hổ báo, đáng lẽ pha này mình vẫn về được ấy, nhưng mà tự nhiên mình đổi cái tính nóng người lao lên xong rồi bị chết ngược luôn. Đó, và trận này là team mình đã bị mất lợi thế và cực kỳ thọt nha. Pha này thì mình còn hổ báo cơ, nhưng mà cũng hên là vẫn giết được mạng của Jan xong rồi mình mới chết nhá. Đấy, cũng kịp, lúc đấy là KDC cũng phát hiện kịp xong rồi lên đây giết được mạng thêm mảng Quillen nữa, ăn được con Chia thì pha này team mình lời là cái chắc. Đó, nhưng mà mình lại hổ báo các bạn ạ. Tem bạn di chuyển, nói chung là tem bạn bây giờ kinh nhá. Nên pha này mình vẫn chạy về được do là có KDC hỗ trợ ấy. Thường thì mấy cái này mình né đơn giản lắm, làm sao chưởng chúng tôi được bạn. Đó, hay là nhờ pha đấy là hai cho tem giết được hai mạng nhá. Mình lên mình giết thêm mạng của AD là ngon. Trời ơi, ai cứu tôi. Nhưng mà mình hổ báo quá, pha này tự nhiên mình lao lên hơi sớm, bị anh ta ao nhây luôn ạ, cay chưa. Và một lúc sau con Shiza ra ấy, may là mình vẫn ăn được kịp con Shiza này xong rồi mình mới chết nhá. Đấy, và thừa thắng xong lên thì team mình giết được. Ấy mà không hiểu sao nhá, lúc sau ấy thì theo nát di chuyển lỗi bị KDC bắt lẻ được các bạn ạ. Nói chung là KDC cũng núp được cái núp lùm cái bụi đấy cũng hay ấy. Và nhờ cái pha đấy giết được theo nát, lúc sau thì team bạn tự nhiên di chuyển lẻ từng người xong chết hết luôn. Đó, nói chung là mình khen pha này là KDC team mình chơi hay nhá. Đó, và nhờ pha của KDC bắt lẻ được AD ấy, thế nên team mình win được pha này luôn. Uầy, respect. Không biết bạn KDC xem được video này không, nhưng mà mình cũng nhận là bạn KDC pha vừa đấy núp lùm hay nhờ. Đó, và nhờ cái pha lật kèo đấy thì mình đã lên được ranking 1 này. Uầy, mình có nhận từ nãy giờ mình cũng trộm vía gặp team chơi hay phết đấy. Đó, mình lên được ranking 1 nha các bạn.
được rồi, và bây giờ là đã là rank tier 1 rồi. Và chỉ cần đâu đó là cách 5-4 trận nữa là mình sẽ lên rank cao thủ. Vậy nên là bây giờ rank tier 1 đấy, nó sẽ những gặp những đối thủ rất là xứng tầm, cực kỳ căng thẳng. Kể cả team mình đánh cũng hay, team bạn đánh cũng hay nha. Đó, thì điển hình như là trận đấu này. Trận này mình cũng gặp đánh team bạn đánh cũng rất là ok ấy, mình cũng câu được cả chiêu của Bijan mà không nhận. Các bạn cùng để ý thanh niên Bijan này, ôi anh ta bo cua rất là hay nhờ. Mình vừa thấy đi ngược nhưng mà bo cua mà cua lại cũng hay ấy. Lúc sau thì mình lại tiếp tục đi trùng dưới đây, mình anh Bijan tiếp nhá, do là Bijan cũng hơi tù ấy. Nhưng mà không hiểu sao Bijan trâu quá, thế nên mình đã không giết được nhá. Nhưng cũng may Vedet tới kịp. Thế nên là Vedet vẫn xài ulti và giết được một cái mạng của Bijan nhá. Đó, và thừa thắng xông lên thôi. Cái chất tướng của con nói thẳng ra là con Wonder thì không thể nào mà ăn được. Nói chung là thường thì thua đồ hoặc là đâu ngang đồ chứ, ngang đồ thì mình cảm thấy là con Booster nó sẽ nhỉnh hơn con Wonder một chút nha các bạn. Do là ulti với lại chiêu của con Wonder này nó khỏe lắm, chiêu một nó hồi máu nữa cơ. Đấy, và thừa thắng tận dụng cái đấy thì team mình ở ngay đầu game đã lên ganh này và giết được hai mạng team bạn, nhưng mà cũng 2-2. Lúc sau thì team bạn cố gắng cũng lên trên đấy, nhưng mà quên mất là team mình còn Vered. Đó, Wonder Woman thì cố gắng dí UE đấy, sau khi giết UE xong thì cũng bị mình Vered giết lại. Lúc sau thì mình lỡ hổ báo quá, mình hổ báo thì mình lao lên thì mình giết Terra, nhưng mà giết không được, còn bị giết ngược các bạn ạ, hơi đen. Nhưng không sao nha, mình vẫn bảo rồi, team mình vẫn đang có lợi thế hơn. Mặc dù team bạn ăn được hai mạng ấy, nhưng mà mẹ gạo đã làm pha ulti cực kỳ đẹp, choáng cũng đẹp, double kill dành cho mình. Mẹ gạo mở pha đẹp quá, mình tận dụng mình lao lên đây mình giết luôn mạng của Wonder này. Nhưng mà hên là Wonder còn ulti xong vẫn chạy về được nhá. Thấy chưa, mình bảo tầm này Wonder mình không sợ đâu. Nói chung là do mình cầm tướng tủ, thật nếu thật các bạn luôn, cầm tướng tủ là mình không sợ con nào đâu. Ví dụ như là mình gặp 100 Wonder đi thì Wonder cũng không sợ mình đâu. Đấy, thế cho dễ hiểu các bạn ạ. Đấy, và đương nhiên rồi, hơi đen cho Terry nha. Là Terry mặc dù cố gắng cũng di chuyển để farm ấy, nhưng mà bây giờ hết trụ rồi thì không thể nào mà farm được. Đấy, và thừa thắng xông lên thôi. Mình thì pha này mình cũng hổ báo, nhưng mà cũng không để ý do Mina tốc biến. Mình cũng không biết pha này Mina tốc biến ấy. Mặc dù mình chết nhưng mà bây giờ team mình còn nhiều đam lắm. UE thì cấu rỉa nhá, Alice cũng cấu rỉa. Theo nát thì bắn, team bạn không lao vào được. Mặc dù team bạn cũng có đỡ đòn đầu sĩ ok đấy, nhưng mà lao vô không được. Đấy, Laurie thì cũng chưa kịp múa thì mình cũng phượng hoàng vèo là đi rồi. Đó, thì bây giờ làm được gì đâu. Team bạn Mina thì cố gắng mở nhưng mà cũng trong vô vọng. Nó chắn rồi, cái gì tới cũng tới. Mình đã tiếp tục có thêm một trận đấu win cho mình nhá. Đó, và mình chỉ chạm mặt đâu đó là trên rank cao thủ cách đâu đó là vài sao nữa thôi các bạn ạ. Được rồi, và mình chỉ còn 3 trận nữa là mình sẽ lên cao thủ nha các bạn ơi. Rồi, cố gắng là được, hết tinh túy rồi đó. Đấy, và lại tiếp tục, mình vẫn cầm con này đi rừng. Và ngay trận này là mình đối đầu với bên kia là Pain. Với lại các bạn cùng để ý ở bên kia nhá. Thường thì mình hay chơi game ấy là mình hay đọc chất tướng lắm. Do mình chơi nhiều biết chất tướng, bạn nào mà chơi nhiều cũng biết. Đấy, thì trận này là mình gặp team bạn để ý không? Các bạn nhìn biết là biết rồi đúng không? Team bạn đều là những con tướng về lết. Này, nào là Kane này, Pain này, nào là Yon này, nào là Kahi này. Con Pain thì cấp 4 nó cũng mới khỏe đấy. Thì team mình, đấy các bạn thấy không? Mình tận dụng ở ngay đầu game luôn. Team mình có Rui ấy. Thế nên là mình với lại cùng mẹ gạo ấy. Đúng rồi, mẹ mình cùng với Rui chứ. Trận này mình không chơi chung mẹ gạo, mình quên. Đấy, thì mình tận dụng mình vào, mình cướp ở ngay rừng đầu game. Các bạn thấy là ngay đầu game ấy là Kahi với lại nó nhất là ông Pim với các bạn ấy cực kỳ thò luôn, bởi vì là team bạn là những chất tướng về lết chắc chắn luôn. Nếu mà trận này mà team mình câu kéo để dài thời gian ấy, là trận này team mình thua chắc. Thế nên là mình đã tận dụng những cái tận dụng thời gian ấy, nên là team mình phải win sớm trận đấu này nhá. Do bây giờ mà càng để về lết là team bạn win ngay, bởi vì khả năng cấu rỉa Kahi là một này, với lại khả năng lao vào của Pim này đó, xong cộng thêm khả năng cấu rỉa của con Yon nữa, nó xấy cho thì hỏi tại sao. Đấy, thế nên là chắc chắn là mình đã tận dụng cái mẹo này ấy. Nên là mình đã vào ngay đầu game nhá. Đấy, các bạn nhớ cố gắng tận dụng này nhá. Do chất tướng của team bạn đầu game yếu đấy. Thấy không các bạn, thấy không? Nhờ cái pha mà team mình đã lấy được pha đầu game ấy, nên là team bạn đã yếu dần ấy. Điển hình như pha combat này các bạn thấy không? Mặc dù team mình đã có lợi thế ngay đầu game đấy, team bạn cũng vẫn giết được 3 mạng, 4 mạng bên team mình luôn. Đấy, nên mình mới bảo là ngay đầu game nếu như mà các bạn không làm được cái gì ấy, điển hình như trận đấu này ấy, team mình không làm được gì đầu game mà đã đi rồi. May đến pha combat cuối cùng ấy, Omen đã làm một pha kéo giết được hai chủ lực team bạn. Đấy, nhờ Omen kéo được cả mid với lại cả AD ấy. Đó, xong rồi team mình giết được cả hai mạng đấy. Đương nhiên giết luôn cả Pain, và bây giờ chỉ còn một mình đó chính là Toro. Thì bây giờ Toro không thể nào làm được gì. Thế nên là trận đấu này team mình đã thắng. Đấy, vừa nãy thì nhờ KDC giết được AD. Còn trận này thì nhờ Omen. Ôi, mình phải công nhận từ nãy giờ mình toàn gặp mấy bạn ấy làm mấy pha đột biến hay vãi. Trận này thì có Omen nha, hay vãi đổi ra. Và đến với trận đấu ở chuẩn bị lên tiếng 5 thì trận này mình gặp cục
top là Jeep các bạn ạ. Nhưng bên kia cũng có bộ đôi Teddy Aja. Và ai có rẻ, đúng các bạn ạ, ở đầu game ấy, mặc dù là trận đấu này mình đã có một KD ở đầu game, ganh khá là phấn khởi nha. Đã thế là mình gặp cả top Jeep nữa, mình cũng khá tự tin. Do là gặp top Jeep mà nên chúng ta đâu có gì, gặp top thì chúng ta sẽ tự tin được đúng không? Gọi là bú win ấy, thường những bạn nào mà gặp cục top các thứ thì sẽ nghĩ là người ta chết hay đúng không? Đấy thì đơn giản như trận này cũng thế. Thì trận này mình cũng gặp bạn kia bên team mình là top Jeep ấy, đúng là Jeep bên team mình chúng cũng rất là hay các bạn ạ. Cover ok lắm. Nhưng mà bên kia ấy là có Aya. Mình phải công nhận là team mình ấy thì pick tướng mình thì không có cái gì CC cả. Jeep thì cũng chỉ là hỗ trợ thôi, cũng không có cái gì là đỡ đòn hay là gọi là CC. Jeep thì cũng cố gắng hết sức rồi. Nói thẳng ra là Jeep bên team mình cũng chơi rất hay, cố gắng hết sức rồi. Xong bên mình ấy thì toàn pick Natalia, xong rồi top thì pick thêm con Murat nữa. Các bạn thấy ấy, là bây giờ team mình không làm được gì cả. Lao vô Teddy không được. Mỗi lần mà ví dụ mà mình hoặc là team mình mà lao vào ấy là cũng không thể làm được gì. Thế nên là trận đấu này mình đã thua nha các bạn. Bởi vì là bên kia Aja khó chịu quá, không thể nào mà mình lao vô được. Thế nên là kể từ cái trận đấu này ấy, mình quyết định là mình sẽ cấm luôn con Aja nha. Mình sẽ cấm luôn, không thả Aja được, nguy hiểm lắm. Đấy, và kể từ trận đấu này là mình đã cấm luôn con Aja các bạn ạ. Do bây giờ mình cảm thấy là Aja cũng nhận khó chịu thật. Mình sợ lỡ đâu mà team mình pick khổ đó hơi đen. Đấy, và sang trận đấu này thì lại tiếp tục một trận đấu may mắn dành cho mình. Khi mà team bạn pick một cái team mình khá là khó hiểu. Khi mà pick không có một SP, toàn là đấu sĩ. Đấy, đấu sĩ đỡ đòn không à. Và cái giá phải trả cho team bạn là gì? Mình bảo rồi, tầm này ở trên rank cao mà bây giờ ấy, ở trên rank cao mà dám pick những cái vị tướng mà kiểu như là chôn hay là pick tướng không đúng này, còn đã thế còn không pick một con tướng pháp sư nào cả thì thôi, team bạn không còn gì rồi. Đấy thì trận này đơn giản là mình chỉ cần lên giày hộ vệ thôi, thấy không? Mình lên cái giày hộ vệ thì team bạn đấm thôi á, mình đấm team bạn như ngoé luôn. Đó và chắc chắn rồi, bây giờ team bạn chỉ để cho team mình đấm thôi, sao giờ các bạn? Toàn mấy con đồ sĩ sao chơi? Team mình thì pick tướng hoàn hảo đã thế nhá. Kể cả team bạn chơi hay đi, team bạn có lợi thế team mình đi. Nhưng mà ông John bên team mình nên nhớ AD bên team mình là John. Tầm về sau mà càng về sau ông John bên team mình mà sấy thì thôi là bó tay chấm com. Đấy, mặc dù pha này team bạn cũng ok đấy, khống chế các thứ nhiều ấy, vẫn giết được mình nha. Nhưng mà mình bảo rồi, pick toàn tướng đồ sĩ thì không thể làm gì. Mà đam chính của bên team bạn ấy đó chính là con Lavi. Thì bây giờ cái đơn giản nhất thì trận này team mình chỉ cần giết Lavi là xong. Đấy, và thừa thắng xong lên thôi. Lúc sau mình rút kinh nghiệm ấy là mình nhắm với Lavi mình giết thôi các bạn ạ. Đấy. Và chỉ tới phút thứ 11 thôi. Lúc này là team bạn hai người chết rồi. Không à, bây giờ còn mỗi Iber xong rồi mình cứ nhắm vô Lavi, nhưng mà Lavi cũng di chuyển tốt. Nhưng mà cũng no hop. Đương nhiên một trận đấu win cho mình nhá. Nói chung cũng may. Team bạn pick tướng này thì mình xin nhẹ một sao thôi chứ sao giờ. Đó, và mình đã lên được tinh anh 1 năm sao nha các bạn. Và các bạn nên nhớ nha, lúc này mình hết cái thẻ bảo hộ rồi. Và mình chỉ còn đó chính là, à đâu, mình hết thẻ bảo hộ rồi. Thế nên là nếu như mà mình mà thua cái trận đối tiếp theo ấy là mình sẽ mất sao, là mình phải chơi thêm 2 trận nữa. Thế nên mình sẽ cố gắng chơi nốt cái trận cuối lên cao thủ nha các bạn. Đây, và đến với cái trận cuối này, nếu như mà trận này mà thua là mình phải chơi thêm 2 trận nữa ấy. Thế nên mình sẽ cố gắng tận dụng hết các mọi thứ, kỹ năng, giác quan của mình, độc map các thứ thể hiện đỉnh cao đấy, để có thể chơi được cái trận đấu này tốt nhá. Nhưng mà ai có dè, cứ nghĩ sẽ là một trận đấu căng thẳng để mình đánh tận dụng hết có thể. Đấy, cho bạn xem. Nhưng mà trận này lại là một trận đấu dễ cho mình các bạn ạ. Khi mà mình gặp team team mình đánh gọi sao nhỉ? Ao Trình à? Ừ. Đúng là team bạn cũng chơi ok đấy. Team bạn chơi chơi hay chấm điểm là 10 thì team mình chắc là chấm thang điểm 100 các bạn ạ. Đấy. Nói chung mình không muốn chê, nhưng mà do là ghét team nào mình biết mà. Trận này mình gặp team mình đánh kinh vãi nồi ra. Mình thề luôn đấy, team mình sát thủ nhiều luôn đấy. Xong rồi AD bên team bạn chơi không nổi, Vera thì cũng cố gắng ấy, nhưng mà no hop. Mặc dù bên kia nhá, các bạn ý là team bạn pick tướng cũng chuẩn ok lắm luôn đấy. Nào là pick Scout nó với lại Tara này, nhưng mà cũng no hop. Bây giờ mà John ấy mà không có con tướng nào cover thì cũng đi. Thường thì nếu mà bên kia mà pick AD John thì phải pick một con tướng gì đấy có thể cover tốt. Mà bây giờ ấy mà bên team bạn là pick con Tara DSP thì thôi. Là mình thấy cái gì tới cũng tới rồi. Chỉ với phút thứ 5 thôi là team mình đã phá tới tận cái trụ thứ 2 dưới bọn được bạn rồi. Mỗi lần mà team bạn muốn vào chơi ấy thì cũng giết được team mình đấy. Nhưng mà một lần mà giết một mạng hay hai mạng là cũng đổi khá là nhiều ấy. Hai mạng mà đổi 4 là các bạn hiểu rồi. Lúc này mình còn đang tính về ấy cơ, nhưng mà thấy team bạn có vẻ muốn đánh nhau nên là mình ở lại mình chơi luôn. Hên pha này mình vẫn né được cái phi tiêu của Ali nha. Lúc sau thì mình quay trở lại mình chơi Scout luôn. Mình không sợ, bởi vì mình khỏe lắm, chiêu 1 nó còn hồi máu mà, thấy không?
Một lần mình xài chiêu nó hồi tận 2000 máu mà. Đó, và chắc chắn rồi. Chỉ với phút thứ 10 thì team mình đã lao lên và có một trận đấu win nha. Uầy, nói chung là cũng may mắn. Đó, và mình đã win được cái trận đấu này. Đó, và chỉ sau hơn đâu đó là hình như là cuối cùng thì 5 ngày. Tóm tắt 7 ngày thì mình đã hoàn thành xong 5 ngày là mình lên được cao thủ các bạn ạ. Ok, và cuối cùng mình cũng đã lên được cao thủ rồi các bạn ơi. Đấy, vậy là cuối cùng mình cũng đã mất tầm 5 ngày. Ừ, mình mất tầm 5 ngày là mình lên cao thủ rồi các bạn ạ. Nói chung là với con Butterfly này thì mình cũng đoán trước sớm rồi là mình sẽ nhục không khổ trước. Mình còn tính là mình có thể mất tầm, mình còn tự lập kỷ lục là sẽ tầm 3 ngày hay là 4 ngày ấy. Nhưng mà mất tầm 5 ngày cơ. Do là thường thì mình toàn chơi một buổi à, mình không có chơi nhiều. Do là nói chung là mình chơi ít lắm. Thường thì một ngày mình mà chơi game ấy, mình chơi tầm 5-6 trận à, mình chơi ít lắm. Chỉ khi nào mà sắp lên cao thủ ấy, ở tầm tiên anh 1 thì mình bắt đầu mình mới chơi nhiều ấy, để cày lẹ nguyên ngày đấy luôn ấy. Rồi, và đó là một ngày của mình. À đâu, và đó là tóm tắt hành trình của mình từ Kim Cương lên cao thủ cùng với Butterfly Phượng Cổ Thiên này. Và mình cảm ơn các bạn đã xem đến tận cuối clip này. Và nếu như các bạn thấy clip hay thì đừng quên để lại cho mình, nó chính là một cái like và một cái đăng ký nhá. Một cái đăng ký để mình có thêm động lực làm về những cái series leo lên tiếp theo cho mọi người cùng xem. Và đừng quên, nếu như các bạn muốn mình làm về những cái series và muốn mình làm về cái con tướng nào mà leo rank hay gì đấy thì comment phía bên dưới nhá. Nhiều like thì mình sẽ làm cho các bạn cùng xem nha. Còn thì bây giờ, hẹn các bạn ở những cái series tiếp theo của mình nhá.